Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Cù Thảo TV. Trong clip này thì mình sẽ dạy mọi người đoạn chorus là đoạn điệp khúc trong bài Butter của BTS. Còn bây giờ thì chúng mình cùng bắt đầu học thôi nhé. Rồi, động tác đầu tiên nhé, mọi người sẽ vòng chân phải từ đằng sau ra đằng trước như thế này ha. Rồi, kết hợp tay nè, tay trái vòng, được chưa? Tay phải thì mình kéo xuống. Rồi kết hợp 1 2 ha. Rồi 2 đi. 1 2 tà thì mọi người dậm chân trái. 1 2 tà. Rồi tiếp tục nhịp 3 mọi người sẽ vòng chân trái nè. Ra phía trước ha. Rồi 1 2 tà 3. Được chưa? Rồi lúc này á tay mình sẽ đổi, đang nhịp 1 nè, 1. Rồi 2 tà mọi người dậm chân. 2 tà. Tiếp tục nhịp 3 mọi người sẽ kéo tay phải xuống. Đồng thời nè, tay trái vung ra. Được chưa? Rồi kết hợp 2 đi. 1 2 tà 3. Rồi tiếp tục nhịp 4 tà mọi người sẽ dậm chân trái phải. 4 tà, đặt tay ở đây. Ok, rồi kết hợp 2 đi. 1 2 3 4 tà. Rồi ngay nhịp 5 mọi người sẽ vòng tay trái ra phía sau. 5. Chưa, kết hợp chân nè. 5. Co lên. Tiếp tục. 6. Thì lúc này đẩy tay trái lên nhưng mà co là co chân phải ha. Nhìn kỹ nha. 4 nè. Hất lên nè. Rồi tiếp tục co chân phải ha. Rồi. Kết hợp lại. 1 2 tà 3 4 tà 5 6. Được chưa? Rồi ngay nhịp 7 mọi người sẽ kéo tay áo lên. Phải lên ha. Thì ngay nhịp 7 mọi người sẽ hất chân trái. Rồi, nhìn kỹ nha. 4 nè. 5 6 kéo 7. Được chưa? Rồi ngay nhịp 8 mọi người khẩy cái tay phải ra. 8 cũng co chân luôn ha. Rồi, chân nó sẽ co liên tục. Hất tà, hất liên tục. Nha. Rồi, kết hợp nè. 2, đi. 1, 2, tà. 3, 4, tà. 5, 6, 7, 8. Rồi, tới đây trước ha. Rồi, nhanh hơn. 2, đi. 1, 2, tà. 3, 4, tà. 5, 6, 7, 8. Chưa? Rồi tiếp tục ha. Mình sẽ nghiêng sang bên phải. Rồi chân nè. 1. Đưa chân phải ra phía trước ha. Thì lúc này á, mình sẽ kéo sóng từ dưới lên. Đó, kéo sóng từ dưới lên ha. Thì đi như vậy. 1. Mở tay ra luôn. 2. Đi. 1. Rồi đổi chân. 2. 3. Được chưa? 2. Đi. 1. 2. 3. Thì sóng kéo lên thôi ha. Rồi thử nè, 2, đi, 1, 2, 3, liên tục đổi chân. Rồi tiếp tục nhịp 4, mọi người sẽ đặt cái chân trái ra phía trước. 4, tay chéo, ha, tay chéo, rồi tiếp tục kéo về. Tạ, 1, 2, 3, 4, tạ, là kéo về trả về phía trước ha. Đang ở bên phải và đổi về phía trước, được chưa? Rồi liên tục, 2, đi, 1, 2, 3, 4, tạ. Đấy. Rồi tiếp tục ngay nhịp 5 mọi người sẽ khuỵu người xuống. Đồng thời mở tay nha. 5. Đó. Rồi. 5 rồi tiếp tục. 6 hất tay ra phía trước. 6. Rồi ngay nhịp 7 mọi người vòng tay. Ha, nhịp 8 là hôn tay, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ thử lại nè. 1 2 3 4 tà là xoay ra phía trước. Ngay nhịp 5 mọi người sẽ kéo xuống. 5 6 7 là xoay tay. 8 là hôn tay, được chưa? Rồi liên tục. 2 đi. 1 2 3 4 tà 5 6 7 8. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử ghép lại hai khuôn nha. Ở đây 2 đi. 1 2 tà 3 4 tà 5 6
7, 8, 1, 2, 3, 4, tạ, 5, 6, 7, 8. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử với nhạc ha. 6, 7, đi. 1, 2, tạ, 3, 4, tạ, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, tạ, 5, 6, 7, 8. Rồi bây giờ mình vào khung tiếp theo nhé. Sau khi mọi người kết thúc ở dáng này. Được chưa? 8. Rồi tiếp tục chụm chân lại nè. 1. Ngay nhịp 1 mọi người phải chụm được chân lại rồi. 1. Được chưa? Thì lúc này tay để khoảng hờ như vậy. Rồi tiếp tục tà là bước chân phải ra ha. 1 tà bước chân phải ra. 2 rút vô. Tà 3 ha. Rồi nhìn nhé. 1 tà 2 tà 3. Rồi ngay nhịp 4 mọi người sẽ đi sóng cúi xuống, được chưa? Kết hợp với tay xoay và để ở đây. 4. Nhìn nhé. 1 tà 2 tà 3 4. Đó, rồi đang ở dáng này nhé. Thì tiếp tục mọi người sẽ bỏ nhịp 5, được chưa? Và đi tà 6. Đó, tà 6. Ok. Thì đi như vậy nè. 4 5 tà 6. Tiếp tục tà 7 ha. Rồi, bây giờ mình sẽ thử nguyên khuôn là như thế nào ha. Rồi đang ở dáng này. Được chưa? 5 6 7 chụm vô nè. 1 tà 2 tà 3 4 5 tà 6 tà 7 8. Rồi. Nhanh hơn. 5 6 7 đi. 1 tà 2 tà 3 4 5 tà 6 tà 7 8. Rồi. Tiếp tục mình sẽ lặp lại ha, lặp lại động tác này. 1 chờ vòng chân ra phía trước. 1 2 tà. Rồi 3. Ngay nhịp 3 mọi người sẽ xoay luôn. 3 4 ha. Rồi nhìn lại nha. 1 2 tà 3 4. Rồi ngay nhịp 5 tiếp theo mọi người sẽ nhúng nè. 5 tạ 6 tạ. Được chưa? Rồi sau khi xoay mọi người sẽ nhúng liền. 5 tạ 6 tạ ha. Rồi liên tục nè. 1 2 tạ 3 4 5 tạ 6 tạ. Tiếp tục. Đặt chân xuống là mọi người sẽ đẩy hai cái đầu gối sang bên trái liền. Móc đầu gối sang bên trái liền. Được chưa? Rồi. 5 tà 6 tà 7. Đó. Rồi ngay nhịp 8 thì mọi người kéo sang bên trái thôi. 8. Ha, thì tay đi ngược lại sang bên phải ha. Rồi, 7 nè. 8 nè. Rồi mình sẽ out ha. Rồi bây giờ thử đi liên tục khuôn đó xem nha. Rồi. 1 2 tà 3 4 5 tà 6 tà 7. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ ghép thử hai khuôn nãy giờ ha. Rồi, sau khi kết thúc bài giảng này nè. 7 8 rồi tiếp tục 2 đi. 1 tà 2 tà 3 4 5 tà 6 tà 7 8. 1 2 tà 3 4 5 tà 6 tà 7 8. Rồi bây giờ mình thử với nhạc ha. 6 7 8 1 tà 2 tà 3 4 5 tà 6 tà 7 8 1 2 tà 3 4 5 6 7 8 5 6 7 đi. 1 2 tà 3 4 tà 5 6 7 8 1 2 3 4 tà 5 6 7 8 1 tạ 2 tạ 3 4 5 tạ 6 tạ 7 8 1 2 tạ 3 4 5 6 7 8. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay. Nếu mọi người yêu thích, hãy cùng nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube Cù Thảo TV để cùng đón chờ những sản phẩm mới tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì City chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại.
Thank you.